Cho nên chào mấy bác nha, có một con Echo 281 thì có một bác cọc bên em. Thì nhà em quay đây, quay gốc cây đây nha. Thì à, bật công tắc. Xe đi con. Cái cây này đường kính rất là to nha bác nha. Đây, mấy bác coi. Nó hơn 30 lận nha. Gang của em đây là 22 này. Cái này à, nó hơn 30 lận. Đấy, cắt cho bác coi. Đó, ok, đã xong nha bác nha. Rồi, bên em sẽ gửi hàng cho bác. Echo Kyuric 281. Echo nha.